Xin chào bà con đã quay trở lại với channel của PDA Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một con âm ly giá rẻ, tiết kiệm 50% chi phí, gia tăng 50% lợi ích. Có phải anh em đang tìm cho mình một chiếc âm ly giá rẻ nhưng vẫn đầy đủ các chức năng để điều chỉnh, có thể kết nối Bluetooth để thuận tiện cho việc điều khiển từ xa, và bên cạnh đó chiếc âm ly có thể xử lý tiếng vang hoàn hảo, chống cú rích và lọc bỏ tất cả các tạp âm. Anh em đừng lo, con âm ly Harmonia H2350 này ở 3 tiêu chí giá rẻ, chất lượng, hiệu quả là dùng âm ly digital được tích hợp cả van số và cục đẩy công suất. Do đó người dùng có thể điều khiển âm thanh chi tiết với hai tổ hợp biệt phép được tích hợp delay và reverb, phân hẳn các dòng âm ly truyền thống và tiết kiệm chi phí tối đa. Điều chỉnh đa dạng, người dùng có thể kết nối âm ly với máy tính của mình để điều khiển cũng như setup nhiều thiết bị khác nhau. Công suất mạnh mẽ để tính được hình sóng đặc trưng và to lan tỏa cả không gian nhà bạn là dòng âm ly digital nên nó rất là hiện đại và đơn giản. Với các nút điều chỉnh cho mic và music cùng với các nút cân chỉnh exciter, equalizer, đặc biệt là có nút chỉnh Bluetooth. Có một màn hình LED hiển thị thông tin điều chỉnh giúp anh em điều chỉnh dễ dàng hơn, với một ngọt cắm kết nối với USB và tiện hơn bao giờ hết. Mặt sau của chiếc âm ly bao gồm những cổng kết nối và một quạt tản nhiệt. Kiểu dáng hiện đại trong màu không quá cầu kỳ có thể giúp